Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Như vậy là sau nhiều lần dục dịch tung ra hàng loạt trailer và tạo hình nhân vật, thì mới đây, sản phẩm Chu Tiên 3D đã chính thức trở lại và ấn định lịch phát sóng. Thay vì công chiếu vào thứ 3 hàng tuần, thì hiện tại, phía nhà đài đã đổi lịch sang thứ 7, lịch chiếu bắt đầu vào 30 tháng 3 năm 2024. Lần này, không chỉ đồ họa 3D được nâng cấp mà phần nội dung cũng được trau chuốt một cách tỉ mỉ. Theo như một số hình ảnh xem trước được hé lộ, thì tạo hình các nhân vật đều đã được thay đổi, đặc biệt là màn lột xác của Trương Tiểu Phàm cùng những màn combat mãn nhãn chắc chắn sẽ khiến cho những khán giả khó tính nhất cũng phải hài lòng. Đỉnh điểm là trong trailer mới nhất, chuyện tình cảm lạnh của Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ đã được tiết lộ một cách hết sức hấp dẫn. Khi ấy, dị bảo xuất hiện, cuộc chiến giữa chính tà lại diễn ra. Trong khi giao chiến, Lục Tuyết Kỳ đã nói với Trương Tiểu Phàm rằng ta sẽ không để thứ đồ này rơi vào tay của ma giáo đâu. Đáp lại nàng là giọng nói lạnh như băng của quỷ lệ. Ta không muốn ra tay với cô, mau tránh ra một bên. Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ không dừng lại mà tiếp tục động kiếm đánh ra một đòn, nhất kích tất sát. Thanh âm nàng lớn tiếng hét lên, quay về đi Trương Tiểu Phàm. Thế nhưng, ở phía đối diện, rất nhanh vang lên tiếng đáp trả. Quay về ư, ta đã không về được nữa rồi. Có thể nói, dù chỉ là một cuộc đối thoại, nhưng chúng ta đã thấy diễn biến phần 2 vô cùng thú vị rồi đúng không nào? Vậy, nội dung tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu nha! Phần 1 khép lại với sự ra đi đầy đau thương của Bích Giao, đại chiến tiên ma cũng vì thế mà khép lại. Sau đó, Quỷ Vương Tông đem theo thi thể con gái và Trương Tiểu Phàm trở về ma giáo. Sau khi tỉnh lại, với hy vọng có thể phục sinh được người mình yêu, Trương Tiểu Phàm đi về Không Tan Sơn tìm kiếm thiên đế Minh Thạch đã từng khiến hắn rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Mà cũng vào thời điểm ấy, Lâm Kinh Vũ, Lục Tuyết Kỳ và những đệ tử khác của Thanh Vân Tông cũng được phái đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Trương Tiểu Phàm. Thời gian rất nhanh trôi qua, Trương Tiểu Phàm đã đặt chân đến Vạn Bức Cổ Quật. Tương truyền rằng, 800 năm trước, tiền bối ma giáo là Hắc Tâm Lão Nhân tại đây đã khai sáng ra Luyện Huyết Đường. Có thể nói, nơi đây một thời hưng thịnh cực đỉnh, hiệu lệnh ma giáo, trấn nhiếp thiên hạ. Song đến đám hậu bối hiện giờ thì vô cùng thê thảm. Ẩn sâu dưới lòng Vạn Bức Cổ Quật là Tử Linh Thâm Uyên, nơi đây lúc này đang bị vô số ngoại địch đột kích chiếm cứ. Nhân số Luyện Huyết Đường không ngờ chỉ còn vỏn vẹn vài người. Nhìn qua thế niên lão đại, Lưu Hạo, Xã Cổ Đạo Nhân và một số người khác đều đang bị hắc y nhân bao vây bởi vì Quỷ Vương Tông đã nhiều lần viết thư đến Luyện Huyết Đường triệu tập, nhưng mấy lão gia hỏa này coi như mắt không thấy thì tim không hay, chớp mắt giả bộ quy thuận nhưng sau lưng lại quỵ lụy xin làm môn hạ của Trường Sinh Đường. Hiện tại, tình hình ma giáo sau trận chiến Thanh Vân đều lục đục, tan đàn xẻ nghé. Không chỉ Luyện Huyết Đường mà tứ đại môn phái đều không còn muốn quy thuận Quỷ Vương Tông. Vì để thống nhất thánh giáo, Quỷ Vương Tông đã cho người đánh lên Không Tăng Sơn, mà lần này người dẫn đầu chính là Phó Tông Chủ Quỷ Lệ. Hiển nhiên, Luyện Huyết Đường chính là nơi được chọn làm hòn đá mài đao cho danh tiếng của Quỷ Lệ nổi danh khắp giang hồ. Mỗi bước chân, một vệt máu, đám hắc y nhân bỗng nhiên như thủy triều xô dạt hết sang hai bên, chừa ra một lối nhỏ trên thông đạo. Đám người của Luyện Huyết Đường chứng kiến một màn này, hết thảy đều mặt cắt không còn một giọt máu. Nhớ lại khi xưa, Quỷ Vương Tông 10 năm về trước chưa từng nghe nói có một nhân vật nào mang tên Quỷ Lệ. Nhưng theo những câu chuyện lan truyền trong giáo chúng, thì chính sau trận chính tả huyết chiến ấy, Quỷ Vương Tông chủ đã thu nhận một phản đồ chính đạo làm môn hạ, tinh thân như thủ túc, thậm chí còn có tin đồn rằng Quỷ Vương Tông chủ đã mang kinh điển của thánh giáo là quyển thứ hai của Thiên Thư gia truyền hết cho hắn. Từ đó, Quỷ Lệ đạo hạnh tiến bộ nhanh không thể tưởng tượng được, tâm tính hắn cũng thay đổi hoàn toàn, trở thành một kẻ sát nhân, uống máu háo sát vô cùng, khiến cho ngay cả những người trong ma giáo cũng phải kinh tâm động phách. Mấy năm gần đây, nội bộ ma giáo đấu đá nhau ngày một ác liệt, nhưng Quỷ Lệ, kẻ phản đồ của Thanh Vân môn năm đó, đã bất ngờ trở thành chiến tướng hạng nhất trong Quỷ Vương Tông. Hắn thống lĩnh đệ tử Quỷ Vương Tông tung hoành khắp nơi, tru diệt vô số hệ phái. Pháp bảo trên tay hắn là thanh phệ hồn bổng, không biết đã hút máu huyết của biết bao nhiêu người. Thêm vào đó, lại được Quỷ Vương đặc biệt coi trọng, hắn nhanh chóng đã trở thành kẻ dưới một người mà trên vạn người ở Quỷ Vương Tông. Kẻ đó, 10 năm về trước, mấy kẻ trong Luyện Huyết Đường này thực ra cũng đã có cơ hội gặp qua. Y còn một cái tên khác chính là Trương Tiểu Phàm. Có thể nói, màn lột xác hắc hóa của Trương Tiểu Phàm ngày ấy thật sự khiến tất cả mọi người phải rung động. Giờ đây, khi nhắc đến cái tên Quỷ Lệ thì ai nấy đều phải khiếp sợ. Và rất nhanh thôi, hãy cùng mình đón chờ sự xuất hiện của Quỷ Lệ vào thứ bảy hàng tuần các bạn nhé. Theo thông tin mới nhất từ phía nhà đài thì tuần đầu tiên sẽ công chiếu liên tiếp 3 tập. Vậy còn chần chờ gì mà không đăng ký kênh để biết thêm những thông tin mới nhất về Chu Tiên 3D. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.